Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một chiếc iPhone XS Max chạy hệ điều hành iOS 16 mới nhất của Apple. Thì trong clip trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể cập nhật lên iOS 16 rồi. Đối với các thiết bị từ iPhone 8 trở lên, đó thì có thể cập nhật lên iOS 16. Tương tự như thế thì các bạn có thể vào trong clip mình để tham khảo và cập nhật lên cho hệ điều hành cho điện thoại của các bạn nhé. Hôm nay mình thực hiện clip này để muốn hướng dẫn đến các bạn một cái thao tác và một cái tính năng rất là hay và mới trên iOS 16. Đó là cái tính năng mà hầu như hết tất cả chúng ta đều cần thiết, đó là tính năng khóa nội dung trong mục ảnh. Đó, khóa những cái nội dung cần thiết trong mục ảnh này. Ví dụ như là các bạn có những cái hình ảnh mà không muốn người khác xem, hay các bạn cho mượn điện thoại nhưng các bạn không muốn những người đấy xâm nhập vào cái quyền riêng tư của các bạn, những cái bức tranh, bức ảnh hay là đoạn video mà các bạn không muốn người khác xem, thì các bạn có thể thực hiện cái thao tác này để khóa toàn bộ cái phần ảnh đi lại, và chỉ một mình bạn khi có mật khẩu hay là khi có vân tay hoặc là Face ID thì các bạn mới có thể mở khóa ra và xem được thôi. Ok, để thực hiện được điều đó thì việc đầu tiên các bạn cần làm là các bạn sẽ bật cho mình cái cài đặt lên nhá. Trong phần cài đặt này, đó, các bạn kéo xuống cái phần tiếp đến là cái phần ảnh. Đây, các bạn sẽ tìm cho mình cái mục ảnh như thế này. Đây, mình sẽ cho nó nét hơn một chút. Rồi, ok, vào cài đặt này, vào ảnh. Và ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy cái mục là Use Face ID. Đó, các bạn sẽ bật lên. Tương tự như thế, đối với bạn nào dùng iPhone mà có nút Home thì nó sẽ là Use Start ID. Đó, thì có nghĩa là khóa bằng khuôn mặt sẽ được đề nghị khi các bạn bấm vào mục đây, bấm vào mục album ẩn và album đã xóa gần đây. Đó, rất là dễ hiểu. Tương tự như thế, sau khi bật lên rồi nhá, thì các bạn sẽ thoát ra vào trong mục ảnh. Ở đây ví dụ mình sẽ cho một cái ảnh, đó là ảnh sản phẩm của mình đây. Đây là một cái sản phẩm của mình đã chụp và mình muốn ẩn nó đi, không cho người khác mà dùng chung điện thoại của mình có thể biết được, thì mình sẽ kích vào nó. Đây, đấy, kích vào dấu ba chấm và ấn vào mục ẩn nhá, ẩn. Đó, và ấn mục ẩn ảnh. Ok, như vậy là cái ảnh sản phẩm của mình đã mất. Tiếp đến, ở đây ví dụ mình có một cái ảnh bàn làm việc mình như thế này, mình xóa đi, mình không muốn nó hiển thị lên nữa, mình xóa đi. Đó, thì ở đây sẽ có hai mục, một là mục album ẩn và hai là mục album đã xóa gần đây. Thì các bạn sẽ back ra mục album, đây, kéo xuống cuối cùng. Sẽ có hai mục, một là bị ẩn, hai là mục đã xóa gần đây. Đó, thì hai mục này hiện tại đã đều kích hoạt cái tính năng đó là khóa bằng mật khẩu hay là vân tay hay là Face ID rồi. Thì các bạn có thể lưu trữ video hay là lưu trữ ảnh vào hai mục này tương đương nhau. Tuy nhiên, sẽ có một cái điểm khác biệt, đó là khi cái mục bị ẩn này thì các bạn có thể để đấy mãi mãi, còn cái mục đã xóa gần đây thì nó chỉ tồn tại được 30 ngày thôi nhá. Và nếu mà trong vòng 30 ngày các bạn không backup nó lại hay không restore lại ấy, thì nó sẽ tự động xóa mất. Đó, mục đã xóa ra như thế. Còn mục bị ẩn thì các bạn để mãi cũng được. Đây, bây giờ mình sẽ mở từng mục xem mục bị ẩn có cái ảnh mà mình sản phẩm mình ẩn đi không, hay vào cái mục đã xóa gần đây thì mình có xóa cái ảnh của mình đi không nhá. Mục đầu tiên mình bật mục bị ẩn này. Đó, thì cần phải có Face ID. Đó, nó vừa nhận Face ID của mình thành công rồi thì mới ra được. Còn nếu ví dụ đây mình vào mục bị ẩn và mình tránh ra nhé. Đó, nó sẽ không bắt được Face ID. Các bạn thấy không? Nó sẽ không bắt được Face ID và nó sẽ không thể vào được. Bấm thử lại này. Đó, bắt được Face ID và vào ngay lập tức. Đó, rất là tiện. Tương tự như thế, mục đã xóa gần đây cũng vậy. Nếu mình không đứng gần, nó sẽ không nhận ra khuôn mặt và không thể vào được. Và khi mình đứng gần, đây, các bạn có thể nhìn thấy, đó, ngay lập tức cái ảnh sản phẩm, ảnh này của mình vừa xóa đi, nó đã hiển thị ra. Đó, rất là ok. Thì trên đây là một cái hướng dẫn nhanh của mình về cái thao tác các bạn có thể khóa những nội dung riêng tư trong phần ảnh của iPhone trực tiếp cho iPhone luôn, không cần phải cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào nữa. Đây là một cái tính năng rất hay của iOS 16. Các bạn có thể vào trong playlist để tham khảo thêm các mẹo khác nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.